Podcast hướng dẫn bổ sung dành cho học viên của liệu trình vượt bão ly hôn, giai đoạn xử lý ly hôn văn minh ít thiệt hại, chủ đề các thói quen nhỏ cần tập nhằm giúp cân bằng tâm trí trong giai đoạn biến động về ly hôn bài podcast này được xếp vào trong nhóm podcast của giai đoạn xử lý ly hôn nhưng thật ra thì nội dung của nó được áp dụng trong tất cả các giai đoạn của hành trình này mà không phải chỉ là có tác dụng trong mỗi cái giai đoạn bạn đang khủng hoảng vì ly hôn đâu ha mà hãy nghe và học hỏi rồi áp dụng nó trong cuộc sống sau này nữa thì cũng sẽ rất có ích lắm nha một khi bạn đã đi qua bài học số 5 của liệu trình, đã hoàn tất chặn sống sót và hiểu về tầm quan trọng của việc thiết lập liệt lịch trình ổn định cuộc sống và đã được phân tích về Grounding Therapy và Crowding Exercise, thì bạn hiểu rằng là việc cần thực tập các thói quen Crowding Exercise này sẽ giúp ích ra sao rồi ha thì ở trong bài học chính của liệu trình thì tôi chỉ phân tích những điểm chung và các nguyên tắc thực hiện. Còn ở bài podcast này thì chúng ta sẽ đi kỹ hơn vào danh sách các thói quen grounding therapy cần làm cho cái mục này nhé. Như đã phân tích ở trong bài học chính, trong giai đoạn ly hôn, bản thân bạn rất dễ bị dằn xé giữa đủ các loại cảm xúc xấu đến từ việc suy nghĩ về những chuyện đã xảy ra và lo lắng cho những cái điều sắp xảy đến. Thì bạn bị kéo khỏi thực tại tâm trí và thân thể của bạn nó bị mất kết nối. Cơ thể không thích nghi kịp với sự biến động tâm trí thì sẽ gây ra cái tình trạng gọi là trì trệ, ù lì, mệt mỏi, chán nản, đuối sức, bệnh đau ha. Mà một khi cơ thể đã như thế thì càng không đủ năng lượng cho tâm trí hoạt động thì các hành vi của bạn ở bên ngoài nó lại càng tệ đi ha thì các cảm xúc càng xấu thì cơ thể nó càng tệ mà cơ thể càng tệ thì các chuyển hóa trao đổi chất trong cơ thể các hormone các chất truyền dẫn thần kinh nó lại bị sản sinh ra cái loại xấu chứ không phải là loại tốt mà như thế thì càng thúc đẩy các cảm xúc đi theo cái hướng tệ hơn ha thì chuyện cơ chế chữa lành tế bào là chuyện về dopamine serotonin thế nào các hormone các chất truyền dẫn thần kinh thế nào thì trong bài chính về chủ đề bảo vệ sức khỏe ở chặn say kém phòng vệ thì ta có nói kỹ rồi ha thì bạn hiểu được mục tiêu thì ta dễ có động cơ để hành động hơn à, giờ thì chỉ là chuyện chúng ta hành động theo những chỉ dẫn nào thì đây là danh sách các grounding exercise bạn nên làm để giúp kéo bản thân quay trở về lại trạng thái cân bằng giữa thân thể và trí não nhằm tránh cho việc biến động cảm xúc của giai đoạn ly hôn và hậu ly hôn nó làm ảnh hưởng đến sức khỏe mà có như thế thì cái quá trình chữa lành và hồi phục toàn diện nó mới dễ đến được ha thì trong cái bài podcast này tôi sẽ giới thiệu cho bạn 24 cái kỹ thuật rounding exercise từ đơn giản đến phức tạp một chút mà bạn có thể tập dần như một thói quen ha. Nào, chúng ta cùng bắt đầu nhé? thì trước tiên là hãy cùng làm quen với một số các routing exercise sử dụng đến các bộ phận giác quan của cơ thể và liên quan đến những thứ mà bạn có thể gọi là sờ mó nắm hửi nghe được ha đó chúng ta sẽ liên quan đến những cái 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 gọi là thực tập về những cái món đó trước nha rồi, mỗi khi bạn nhận thấy cơ thể bắt đầu có biểu hiện bất ổn về cảm xúc, có cảm giác giống như mình bắt đầu cảm thấy đau đau, buồn buồn, mắt muốn khóc hay là bắt đầu đầu óc lại lan man nghĩ về chuyện nọ chuyện kia, cảm thấy ân hận, lo lắng gì đó nó trỗi lên á và bạn cảm thấy cần đưa bản thân tỉnh táo trở lại thì cái việc đầu tiên bạn có thể dễ làm một cách dễ dàng nhất đó là